Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy cái thùng hàng này, hàng dễ vỡ, xinh nhẹ tay. Cái hàng này thì 300 mấy chục ngàn các bạn. Mình đặt mình mua trên Shopee. Đó. Một bộ ấm trà. Nó à. Con làm cà đảo ạ. À. Rồi. Rồi, xin gác bẫy rồi. Cái tách. Này nói chung á thì nhìn nó cũng đẹp các bạn, cũng được á. Mỏng ha. Có thương hiệu luôn nè. Gì đó. Ôi tiếng Anh tiếng Ngô mình lệnh các bạn ơi. Chung là hai bộ hai cái kiểu khác nhau mà ha. Nhưng mà cũng đẹp lắm, bóng lón à. Rồi giờ để mình khoan lỗ nó các bạn. Trước khi mình trồng thì mình phải khoan cái lỗ đây. Mũi này, cái mũi này nè các bạn, cứ hỏi mình hoài khoan bằng cái gì nè. Này là những cái mũi khoan gạch mà người ta bán đủ cỡ chứ. Nhỏ lớn lum la chân ha. Mình ra cái tiệm đồ sắt á, mình mua đó. Các bạn cứ hỏi mình hoài cái khoan bằng cái gì. Thì mình dùng máy khoan là khoan đó thôi các bạn. Bây giờ mình khoan cái này thì mình để cho nó đỡ hư mũi thì mình chế nước các bạn. Hai chế nước mình khoan. Rồi thì bây giờ để mình ra mình chọn cái cây để mình bỏ vô cái mấy cái tách với cái bịch đó ha. Ở đây thì mình có rất nhiều cây các bạn. Cây bonsai mà mình đã làm trong chậu, trong chum, trong tách, trong dĩa tùm lum tùm la cho nè. Đó, thấy quá trời luôn ha. Đó, quay sơ các bạn xem. Mày có rất nhiều cây các bạn. Có mấy cây mà mình đã lên clip mấy cô phụ nữ mà. Ha. Cây này tàn đa nè, cho bạn khoe các bạn cái tàn đa nè. Đó, thấy tàn đa không? À. Cái tàn đa này thì mình cũng ít khi làm mà. Lâu mới làm cây ha. Làm theo đơn đặt hàng các bạn. Ha. Đó. Có nhiều cây rất là lạ các bạn. Thì để nay mai đi mình làm clip mình quay lại cái mớ này cho bạn xem chơi cho vui ha. Đó, rất là nhiều các bạn. À, cây vỏ ốc, bạn nhớ cây vỏ ốc không? À, cây vỏ ốc à, đây rất là đẹp đúng không ạ? Thì mình lúc mình có làm chia sẻ bằng hai cây vỏ ốc. Đây cây đó nè, cây này do là bữa hổm nó bị nắng cái mình tưới cái sót đó các bạn, không phải sót mà đều tưới chảy đó, nó bị khô hư mà lên lại không sao nè. Quay cho các bạn những cái ông tượng này, ngày mai để mình lên clip mình làm clip chia sẻ các bạn mấy cái ông tượng này hay lắm ha. Đó, giá cái cây rất là nghệ thuật luôn mà. Rồi thì giờ bây giờ để mình lựa đi, nghiên cứu mình lựa ra. Đây nãy mình đã tính lựa rồi nè, mấy cây nhỏ mà bự quá làm được ha. Một cây ha, hai cây đó nè, hai cây đó, tượng nữa mà nè, tượng nữa nè, để ngày mai mình
mình chia sẻ bạn xem sao. Đây, mình tính lấy cây này mình bỏ vô cái bình trà ha. Đó, 3 cây. Tổng cộng nó 7 cây các bạn. Còn nào nhỏ nữa không? Này lớn các bạn ơi ha. Tìm cái nhỏ thôi. Chắc mình lấy cái cây cô tắm này ra, cô tắm này bữa mình có quay cho bạn xem nè. Ha. 24 à. Đây nó nè. 5 nữa rồi. Ha. Không tiêu rồi. Đây này đi. 6 nữa bạn. Ha. Cái này cô tắm đi. 7 nè. Xíu này cái bự quá vô không được các bạn. Em cứu có con nào nữa không? Cái này nó hơi nó bự lắm, mình vô đó mình phải vô cái thật là nhỏ thì nó mới ép vô cái tách được các bạn. Hết rồi, hết cái nhỏ này. Còn cái lớn mà cái này thì này mình có thể mình mua cái bộ ấm tách lớn các bạn, mình mới vô được cái này. Nếu mình chuyển nó vô ấm tách thì có thể là cái bộ lớn mới được. Đây cây này cũng được. Mà cái này thì lấy ra hơi khó mà. Đập cái bình này lấy ra thì nó mới chắc lượng chứ kiểu. Kiểu mình rút ra thì cũng được, rút ra thì đưa vô thì mình mất công mình chăm sóc nó nữa. Ha. Đó. Cái này cũng được nè bạn. Để ra ngay ngoài nè. Cái cây này làm lâu lắm rồi bạn ha. Lâu đời lắm rồi. Đó. Thôi để bây giờ mình đem nó mình vô trước đi, còn được được mình tính tiếp ha. Nè, ông tổ sư mình mới làm đó các bạn, mới làm à. Cái này là cũng có một người đặt mình làm đó các bạn. Nay mai là nó xong rồi mình mới giao. Ông già nè, mình có rất là nhiều ông già các bạn nè. Đạt Mai Du Xuân nè, ông già say xưa nè các bạn. Đó, rất là nhiều kiểu luôn á. Và đọc sách nè. Đó, cây nằm trên đá nè bạn. Cây này mình cũng làm clip bạn xem rồi nè. Đó, à. Báo không? À. Đó. Dưới đây mình mới làm cả đống luôn nè. Cái này là mới nè, mình phải quấn nó mà. Mình mới làm á, mới vô á. Rất là kỳ công các bạn. Mới vô thì mình để vô trong. Nó trong mát các bạn. Mình mới đem ra để ngày mai mình làm cái clip chia sẻ các bạn là cái cách mà trồng cái này bảo dưỡng nó làm sao ha, bảo quản như thế nào xong rồi mới đưa ra mà nắng ha. Đó, rồi chăm sóc như thế nào để có được cái cây lâu lắm bạn. Làm này mình quên tưới cái nó hư các bạn ơi ha. Cực lắm. Nè, dùng cái bét phun sương này mình tưới suốt luôn mà quên cái nó vẫn hư như thường nha các bạn. Đó. Này mình chưa có trưng bày cái này là ở sau nhà các bạn ha. Này là đang thời kỳ mà mình chăm sóc thôi, nuôi dưỡng thôi chứ chưa có trưng bày các bạn. À. Rồi sau khi mình chọn mấy cây đem vô các bạn, bây giờ nè chắc chồng mình cũng chọn nắng rồi. Chắc chồng thì mình có để cái đất thịt các bạn. Rồi bây giờ mình để mình vô cái bình trước các bạn ha. Cái bình trước mình vô cái cây này nó bự nè. Đó, bây giờ là để mình rút ra thử cái nó sao bạn ha. Một cái ngắt ở trong này rút ra cái nó bể không đây nè, tại vì ở dưới nó lớn nè bạn, cái chùm nè chung này dưới nó lớn nè, nó kẹt ha. Giờ rút cái nó bể được nhiều bể chứ biết sao giờ. Đó, cái này là cái mà cái chung mà lúc trước mình có đi mua cái đồ bãi Nhật đó các bạn, đồ dễ địa nè. À. U. Rồi. Ra đó bạn ha. À. Cái này là mình để nguyên luôn các bạn, không có mình không có tha, có lấy đất ra đâu. À, mình không có lấy cái rễ này ra đâu. Để nguyên gì luôn nè. Đó. Ha. À. Vậy được các bạn. Giờ để mình vô cái chất trồng trước đó đã. Ha. À. Trồng mình đã trộn sẵn rồi nè. Đó, đó là gần cái chỗ cái lò nó sụp quá bạn ơi.
ra nó hơi ồn, các bạn có thể không biết nghe nó có bị ồn không biết. Bây giờ mình dùng cái cát này nó còn hơi khô ra, mình cho nước vô luôn các bạn, cho nó mình có thể mình đưa vô cái bình, cái bụng ở trong cái bình nè, để tí mình nhét cho nó khó các bạn ha. Đó, mình giờ đưa nó sát vô trước đi. Mình có thể mình cho cái chất chồng này nó chèn vô xung quanh cái bình, nó có cái bụng nữa bạn ha. Để thôi mình nữa mình đưa cái này vô, cái mình vô cát nó khó lắm, vô chất chồng nó khó ha. Các bạn nói sao nếu mà mình vô đây gì sao mà thay cái đất này, cái đất cái chất trồng nữa mình không cần thay các bạn, mình xài, mình có xài là trong vòng 5 năm rồi đó mà, 3 năm thì nó vẫn còn tốt nếu mà mình vô phân hữu cơ các bạn ha. Cái phân hữu cơ thì nó giúp cho cái cây nó phát triển quanh năm ở trong đây, mình không cần thiết phải thay chất trồng không. Vì cái trong cái chất trồng này là mình đã có đất thịt nè, rồi có cái sơ dừa, cái cát á, đầy đủ những chất trong này, cái hốc hồng đó các bạn. Rồi thì là ổn rồi đó các bạn ha. Đó giờ mình chỉ cần bỏ vô cái thùng nước cho nó rút no nước là xong ha. Ok, khoảng tí nữa mình có thể mình vô dây mình chỉnh sơ mấy này lại nè các bạn ha. Vậy được đó các bạn, mình dùng cái thao nước mình bỏ vô luôn ha. Đó, mình bỏ vô cho nó giúp cho nó no nước luôn một lần các bạn, để cho nó giữ ẩm cho nó ngon lành ha. Đó, giúp cho no đi. Rồi tiếp theo cái này các bạn, cái này nó hơi cao nè, để mình uống cái nhánh này xuống nó thấp nó cũng hay lắm nè bạn ha. Mình nằm ở trong đây cũng lâu lắm rồi, để nó ăn cái này các bạn. Đó, bạn thấy rễ không à, nhưng mà nó vẫn sống bình thường mà. Mình cứ bỏ cái phần hữu cơ này thì cái cây nó vẫn phát triển bình thường mà. Rồi, ok, cho chất trồng vô bạn, cho nó nằm vậy nè ha, xem chút nó lộn mà mình có thể đưa sát ra chính giữa luôn mà ha. Thì cái lúc trước mình định là mình trồng ở trong đây mình đi chơi luôn rồi bạn, mình không nghĩ là mình không nghĩ là mình đưa vô cái tấp thế này à, nhưng mà sau mình một thời gian mình chơi thì mình nảy ra cái ý định là mua cái bộ tấp này mà ha. Tách này thì 100+ bộ à, thì mình về mình vô cái này thì thấy nó cũng hay nè, để mình bỏ vô nước. Rồi tiếp theo là cái cây này là cũng nằm ở trong cái tách luôn nè bạn ha, đang rễ ra ngoài luôn rồi, tách bị bể nè ha, nguyên một cục luôn ha. Đó, mình cứ vô phần hữu cơ nó mà thùng chậu rồi các bạn, cái lớp rễ này nó chết đâm lớp rễ khác, nó cứ có phần hữu cơ là nó ăn hoài thôi, thì khi là mình vô cái phần vô cơ không được các bạn, không có học đó.
NPK hoặc DEP lâu lâu mình để 1-2 hạt đó, để nó kích thích cái chồi cho nó bén, cho nó đẹp thôi. Chứ còn nếu mà mình vô nhiều là nó hư nha các bạn. Rồi cái cây này nó nghịch rồi nè bạn, nó nghịch cái bông mà. Bạn thấy không? Cái bông nằm đây, bông đây không có nè, nhưng mà cái cây này thì nó mình uống nó bên này các bạn. Thành ra thua rồi. Bây giờ cũng phải để qua đây luôn các bạn. Ha. Để đây luôn. Bông nằm bên kia luôn chứ biết sao giờ ha. Cái vỏ phộng này mình mua cái vỏ phộng mà người ta xay ra đó các bạn, nhưng mà cái này xay cũng không được nhuyễn lắm ha, chứ nếu cái vỏ phộng nào mà xay nhuyễn thì ngon các bạn. Các bạn nên nhớ là mình trộn cái chất trồng này nè, thì mình phải phơi tất cả những cái thứ chất trồng này là phải phơi khô hết nha các bạn ha, không có cái nào mà mình để ướt hết trơn, phơi cho khô đó. Khi mà cái chất trồng này mà cát rồi đắp thịt này kia mình phơi cho khô thì nó sẽ diệt được cái mầm móng bệnh trong đó hết và sạch sẽ. Rồi xong mà mình mới bỏ vô đây thì mình trộn nó đều, nó dễ đều nữa mà. Đến đó cái khi mà mình trồng xong thế này mình bỏ vô nước thì nó sẽ nở ra, thì cái đắp thịt nó có nhiệm vụ trong đây, nó sẽ nở, nó hít lại thì các bạn thấy là nó giữ ẩm, đắp thịt giữ ẩm rất là cao các bạn ha. Đó rồi một cây nữa để mình bỏ vô nước. Tiếp theo thì hy sinh cái cô tắm các bạn ơi ha. Đó, nhổ luôn nha. Ây da, cứng chưa ta. Cái này do là ở dưới nó lớn, ở trên nó nhỏ các bạn. Tên là hơi khó ha. Đó. Này mà mình cũng mới vô mới làm. Thành ra bữa nay là xung bờ khía đem ra. Mới không mà. Rồi bây giờ mình vô này lại. Này nó hơi nhỏ một tí. Nhưng mà bộ rễ nó đẹp. Vô đây nó có cái chất trồng thì nó nhanh lắm rồi. Cho lên càng tí. Cái chất trồng này thì mình nén vô tư các bạn ha. Khi mình vô thì mình có thể nén cho thật là chặt các bạn. Cái này là mình cũng mới vô. Nhổ lên cái xe này. Rồi mình đất luôn. Cái này mới bữa mình mới vô, nó mới bén rồi. Này đem ra làm bạn luôn, không có cái cây mà mình làm nó hơi lâu mà có cây hơi lâu thì đưa vô thì các bạn xem thì nó đẹp liền luôn ha. Cái này thì nó hơi mới một tí, cây này cũng uống được nữa mà, tí nữa mình uống cái này luôn nè. Nói chung cái sam hương thì nó cũng dễ các bạn. Mình nhổ nó lên thế này nè, mình để trong mát tầm khoảng tuần lễ là mình đem ra nắng được rồi ha. Nó cũng rất là khỏe luôn ạ, nhanh lắm. Rồi tiếp theo em nhổ củ thấm này ra luôn các bạn ơi. Nhổ củ thấm. Ôi chà. Đó.
tấm này cũng mới vô nè, mới ra rễ. Chào. Đó. Chơi là phải chịu ha. Chịu chơi các bạn. Chịu chơi. Rồi sau khi mà nãy giờ mình mò mình ra ngoài mình đi tìm cái cây, cây này cũng mới các bạn, mình cũng mới vô cái bầu nằm đây nè. À, em vô bằng cát không, bớt cát ra đi. À, coi nó sao lại đi, cây này thì mình có thể mình để gì cũng được, làm gì cũng được các bạn. Thì chút tí nữa mình vô dây mình uống cái mình uống cái bộ rễ này lại cũng được. Công đoạn tiếp theo là mình cấy riêu các bạn ha. Riêu này thì mình cấy thưa thưa nó một bụi thôi ha, ngày mai nó sẽ lên lúc luôn các bạn. Cái này nếu mà mình muốn bỏ phân á thì nó cũng dễ lắm rồi, đầy như thế này nè, nhưng mình muốn để phân vô thì mình có thể là mình lấy cái chiếc đũa mà chọt lỗ vậy nè ha, rồi bắt đầu là mình nhét cái hạt phân vô đó, hạt phân tan chậm đó mà, đơn giản vậy thôi, không cần phải mà. Thì nó sẽ tan từ từ thôi. Cái lâu lâu là mình nhét nó lặn các bạn. Còn không nữa thì giờ mình kỹ thì mình lấy cái phân đó mình bỏ trong nước rồi. Ngâm đi. Ha. Ngâm cho nó tan ra. Rồi bắt đầu là mình nó này mình nhúng vô. Ha. Nhúng vô luôn cho nó thấm cái phần trong nước không ạ, còn được ha. Rồi sau khi mình sang cái từ cái chậu kia vô cái bình với lại vô cái tách này. Xong hết rồi mà ha, 6 cái tách với lại một cái bình đó, bây giờ để mình lần lượt mình vô dây mình sửa nó lại các bạn ha. Đó, cho nó đúng cái chỗ cái vị trí của nó ha. Cái cây này thì mình làm xong rồi nè, nhưng mà giờ nó cũng hơi lệch nữa mà ha. Cái này thì mình có thể mình uống cái cành ba cho nó thẳng lên tí là được đó. Còn mấy cái kia thì cây này nữa mà, cây này là lâu ngày nó lệch hết trơn rồi nè ha, mình trà nè, để em vô với em sửa nó lại luôn đó. Đặc biệt cái cây này thì mình uống mới các bạn ha, uống ngoài mới tan cây cũng uống mới nữa bạn ha. Rồi hôm nay thì cũng uống cũ rồi mà sửa dáng nó lại các bạn. Rồi bây giờ mình dứt cái cây nhỏ này trước đi. Thôi bây giờ mình dứt cái cây mấy này thì dứt cái cây mà làm mới nữa các bạn ha, mới trước đi.
mình cho nó lùng xuống các bạn, lùng xuống cho cụm này, cục này nằm trên nó xuống tới dưới luôn để nó tạo ra một cục liền khối ở trên mặt này luôn rồi ha. Chứ để cao quá thì cái cục này nó trên nó xấu nè, cho nó lùng xuống luôn. Rồi bây giờ mình uống cành này bay ra với dựng cái ngọn này lên nè. Còn cái này nữa mà cái này đúng ra nó nằm bên đây thì hay nè ha, mặt tiền nó như vậy thì ngon nè. À, nhưng mà cái mình muốn lấy mặt tiền bên đây rồi. Ok đi, rồi cắt nó bỏ đi, ngày mai nó đâm lại ha. À, cắt bên đây ra. Rồi cái này thì lên lớn lớn tí mình uống cho nó về phía bên kia các bạn. Xuống đây thì nó lấp cái phần này ha. Chạy miếng mà tha keo vô ha. Rồi rồi tiếp theo tới cái này các bạn, cái này thì lúc trước mình có uống nước rồi này. Bây giờ mình cũng cố định dây xuống đây để mình cho này nó hơi đứng lên tí mà nó hơi nghiêng ha, cho đứng lên tí này đi. Cái nhánh này nó già nữa mà, nó già là nó giòn ghê lắm. Đó, nhánh non thì nó còn đỡ ha, nhưng mà cây trong hương này nó già, đụng dùng cái nó gãy nha bạn. Anh em làm này phải cẩn thận chứ không thôi, anh coi là nó gãy luôn mà nha, nó gãy luôn, tiêu luôn. Cây vô ha, dù dây này nó hơi lớn, phòng lớn thì không có uống ở dưới cái chân này được nữa mà ha, cho nó thẳng chân lên tí nè. À, đấy, không lớn là không đi được cái chân. Rồi bây giờ mình cho nó thấp cái cành bài xuống tí nè. Ha. Bài xuống tí nữa đi. Ok đó bạn. Rồi cho hai đứng lên tí nữa bạn.
Tiếp theo là mình vô dây mình uống thêm đi bên trên nữa. Rồi xong cây nữa các bạn à. Rồi tiếp theo nhỏ ở đây xíu xíu nè. Nín thở các bạn ơi. Cả vấn đề. Cái tay mình không có giữ được á, là mình uống cái cây nó không có theo cái ý mình được các bạn. Tuôn cầm dây cho nó ra mà. Thành ra mình phải giữ cái tay vô, mình uống hai ba dòng dây đó nó mới chịu các bạn ha. Mình thấy cực không? Cây nhỏ uống rất là khó rồi. Nó rất là lâu, tốn thời gian rồi. Rồi mình dựng này lên đó mà. Có thể cắt ngắn lại tí đi, ngắn này luôn rồi mà. Cho cái tay này nó bay ra ha, giống như con gì các bạn. Rồi ok các bạn, này phải để trong mát ha, nó nuôi dưỡng nó mấy ngày nữa này. Đi cái này thì mình khỏi uống rồi, khỏi vô dây chứ, này mình chỉ cần sửa sơ nó là được.
Ha. Rồi ok đó. Ngắn rồi lại đi. Ha. Cái này để nó hơi dài nữa mình mới uống được các bạn. Này còn hơi nhỏ ha. Rồi. Cái râu kia này nè. Ngày mai nó đem ra phơi nắng là nó khô hết các bạn. Ha, cái nào nó hư là nó khô, cái nào nó ăn dưới thì nó sống lại. Rồi. Tiếp theo là này. Thằng này thì cũng mình mới vô gia đình hình đó mà. Con này cũng chưa uống được đâu. Định hình thì cũng ha. Rồi, cái này sửa sơ các bạn ơi ha. Lắc đèn miếng là xong rồi. Ha. Rồi tiếp theo là cái mẹ nè. Ha, con mẹ đẻ ra cho một đống con. Này mới khó nè. Này bây giờ để mình lắc đầu tiên là mình lắc cái cành bài xuống trước thôi bạn ha. Cái cành này cho nó bay thấp xuống tí bạn. Cành này nó cũng là uống hết lần. Ra này cũng nguy hiểm nha bạn. Này mà nó uống lên thơm cái nó gãy luôn. Nó giòn dữ lắm rồi. Cái mà mình uống rồi uống lại đó. Rất là nguy hiểm rồi. Không có thuận cái chiều của nó là nó gãy liền. Cho nó xè cái tán ở đây kìa. Nào mình cắt các bạn ơi. Hạn chế uống đi. Uống nguy hiểm quá. Hạn chế uống mà. Này đúng ra cho nó xè ra thêm miếng đó. Đem vô cho nhỏ. Xè ra. Ngoài đi. Ok đó bạn. Rồi tiếp theo là đốn nhánh này nè. Nhánh này cho nó nằm qua bên đây các bạn. Nên thở. Rồi. Rồi mình cho cái này, cái cành này nó bay theo nữa này. Bây giờ là mình chỉ chia đều cái cành nhánh nó ra các bạn. Chia đều ra.
Rồi xong đó bạn, cả vấn đề ha. Để bớt ra cho nó thoáng rồi. Rồi rồi cuối cùng cũng xong các bạn ơi, khó làm quá, nó nhỏ khốn các bạn ha. Rồi bây giờ để mình quay từ cây cho các bạn xem nè ha. Cây đầu tiên là cái cây bình trà các bạn ha, bình trà mới đẻ ra 6 cái tấc trà đó. À, thì cây này mình vô dây mình làm lại hết các bạn, cắt tỉa gọn luôn ha. Đó bạn, để mình quay từ từ cho bạn xem từ cây ha. Đó rồi một cây các bạn, ok ha. Rồi tiếp theo là cây thứ hai đi, cây này đi ha. À cái này để cái chiều bên đây thấy coi cũng được các bạn ha, mặt bên đây cũng được nè, để mình sợ là hoặc tiện nằm bên đây nè bạn ha. Nhưng mà thôi cũng được, em quay cho các bạn xem một chồng ha. À, mặt tiền bên đây luôn, thiếu cái bông hoa của cái tách ha. Rồi ok. À rồi tiếp theo cái này đi ha. À, này lần mới đó bạn, chạy tới nó mình chụp gieo nó bạn, này phải đem thêm vài nhánh nữa nó mới đẹp ha. Nói chung này cũng tạm rồi ha. Rồi hai con tiếp theo, con thứ ba đấy bạn, này cũng mới nè ha, này cũng quái lắm ha. Thì đây toàn tén đây nè đó, để cho các bạn xem một vòng đi. Ok ha. Rồi tiếp theo là thằng số 4 các bạn, 4 này cao nè, thằng này thì chắc cú luôn rồi, nãy nhổ ra còn nguyên rễ đó các bạn ha. Đó, hơi nghiêng nghiêng ha, muốn đứng thì đứng lên thì cũng dễ thôi các bạn. Này nè ha, có cái dây này sẵn dịch là thôi gì mình thấy cũng được các bạn, nhìn mặt kia thì nghiêng cái mặt tiền của nó thì ngon lành đó các bạn ha. Rồi số 5 nè, bay luôn các bạn, này nhổ trong cô tắm nè ha. Đó quan trọng có bộ đế nha các bạn ha, bộ đế ngon lành rồi, ngày mai ra tán nhanh lắm. Rồi còn một con nữa là con số 6 đây ha, số 6 này cũng mới luôn các bạn, cũng nhổ trong cô tắm ra luôn, quay vòng đây. Rồi tổng cộng là một mẹ 6 con ha, để anh quay lại tổng thể cho bạn xem. Đó tổng thể 6 cây các bạn một bộ ha. Đó bạn xem có thể góp ý thêm cho mình ha. Đó độc đáo không bạn, để mình lấy cái dĩa của nó các bạn ơi, nó còn cái bộ dĩa nữa, mình đưa lên cái bộ dĩa cho nó coi ha. Rồi các bạn có thể xem lại một lần nữa các bạn ha, đầy đủ nguyên bộ luôn. À, tách bình trà, tách trà rồi cái dĩa mà để lót cái dưới luôn các bạn, đầy đủ hết ha. Đó các bạn có thể ngắm mà. À, có thể góp thêm ý kiến cho mình nè. Thì hôm nay mình đã chia sẻ các bạn xong cái cách mà mình vô cái cây bonsai trong một cái bộ tách trà. Đó mình thấy thì nó cũng lạ các bạn ha. Đó để mình có cái mình chơi cho nó độc lạ các bạn. Rồi video mình đến đây kết thúc các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Các bạn xem video thì chia sẻ mọi người cùng xem các bạn ơi. À, đặc biệt thì nhớ đăng ký kênh của mình ha.
À, các bạn ký kênh của mình thì kênh mình càng ngày nó càng phát triển trên cái cộng đồng YouTube để chung với anh em ha. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.